Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Leon và Lisa bám dính ba Kim Lý. Mẹ Hà khỏe rồi nha. Thay vì bám lấy mẹ Hà, cặp song sinh Lisa và Leon lại mê bố Kim hơn hẳn. Nhìn loạt khoảnh khắc ba bố con quấn quýt bên nhau, người hâm mộ không khỏi thích thú. Người ta thường nói nuôi con nhỏ những tháng đầu đời thì phụ nữ sẽ là người vất vả hơn cả. Vì các con thường bệnh hơi mẹ, làm gì cũng bám dính lấy mẹ không rời. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, các con mê bố hơn bám mẹ, và tổ ấm nhà Hà Hầu là một trong những minh chứng dễ thấy nhất. Chẳng cần nói đâu xa, mới đây Hà Hầu lại một lần nữa chia sẻ hình ảnh cho thấy Lisa và Leon rất mê bố, đến nỗi mẹ đang ngồi đối diện hết lời vẫy gọi vẫn bị ngó lơ. Theo đó, trong khoảnh khắc Hà Hầu mới đăng tải, Lisa và Leon đều quấn quýt lấy bố Kim không rời, một bé nằm gọn vào người bố, còn một bé nằm trên chân, gương mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ. Chứng kiến khoảnh khắc này, Hà Hầu không khỏi tủi thân. Ủa, alo, tôi vẫn còn ở đây mà, hello. Khoảnh khắc cặp song sinh Lisa và Leon bám dính lấy bố Kim Lý khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Leon nằm gọn trên chân bố, gương mặt rất hưởng thụ. Trước đó Hà Hầu cũng đã từng nhiều lần tiết lộ cặp song sinh Lisa và Leon rất mê bố. Đặc biệt là Leon, cậu út với bố Kim Lý lúc nào cũng như hình với bóng, rất ngọt ngào. Mỗi lần xem hình ảnh trên thân thiết của ba bố con nhà Kim Lý, cư dân mạng lại được dịp loạn nhịp. Cũng qua đó nhiều người đều cho rằng Hà Hầu là sao nữ số hưởng nhất V-Biz, bởi lẽ không phải nhà nào các con cũng bám hơi bố. Và quan trọng là Kim Lý chăm sóc con rất khéo, chẳng cần Hà Hầu phải luôn tay luôn chân, bận rộn lo toan. Nhìn những nụ hôn ngọt ngào bà bố Kim dành cho cặp song sinh, dân tình đều muốn tan chạy theo. Hiện cặp song sinh Lisa và Leon đã được 9 tháng tuổi. Nhìn hành trình khôn lớn của hai bé, ai cũng phải gật gù công nhận rằng Hà Hầu Kim Lý chăm con rất mát tay. Đặc biệt là Kim Lý, dù lần đầu làm bố nhưng nam diễn viên rất khéo léo và chu toàn. Không những thế, trong mắt Hà Hầu và các con, Kim Lý là một người bố rất tình cảm và ngọt ngào. Nhìn khoảnh khắc sau năm này bế bồng, đọc sách truyện, dạy cho các con học, ai nấy đều phải xích so khen ngợi, đúng là ông bố quốc dân. Giờ đây khi ngẫm lại những lời Hà Hầu từng chia sẻ trước khi kết hôn và sinh con, công chúng mới thấy sao nữ này có mắt chọn chồng rất tinh tế. Cụ thể, vào thời điểm quyết định sinh con cho Kim Lý, Hà Hầu từng nói rằng khi hai mấy tuổi các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy, nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Ở trường hợp của Kim Lý, tôi khẳng định anh ấy sẽ là một người cha tốt. Và đúng như những gì Hà Hầu đã chia sẻ, Kim Lý hiện đã và đang làm rất tốt vai trò của một người bố đối với các con, bất kể là với con chung hay con riêng của vợ. Có một người bố chăm sóc kỹ lưỡng khéo léo thế này, Lisa và Leon không mê mới lạ. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp như thế này. Không chỉ Lisa và Leon bám dính lấy bố Kim mà ngay cả Subel cũng thế. Phải nói rằng dù bị ra rìa nhưng Hà Hầu là người cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai, hiểu rằng với bà mẹ bỉm sữa, việc được nhìn chồng con luôn quấn quýt bên nhau là một niềm hạnh phúc rất lớn. Đây cũng là điều mà hầu hết các bà mẹ bỉm sữa đều mong muốn có được. Còn bạn thấy sao về tổ ấm nhỏ nhà Hà Hầu, đặc biệt là cách Kim Lý chăm sóc các con? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé! Mọi khoảnh khắc của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bên các con đều mang đến nguồn năng lượng tích cực, sự phấn khởi cho người xem. Chỉ mới đầu ngày, nữ ca sĩ đã chiêu đãi các fan bằng khoảnh khắc tấu hài cực mạnh của Lisa và Leon. Một lần nữa, hai nhóc tì lại thể hiện nét tính cách hoàn toàn trái ngược. Hồ Ngọc Hà đăng tải đoạn clip ngắn về hai nhóc tì Lisa và Leon trên Instagram của các con. Vừa mở mắt, Leon đã trong trạng thái vui vẻ và thích quậy phá. Tiểu quý tử nhà Hà Kim Lý nở nụ cười toe toét, nhưng sau đó lại làm mặt nghiêm túc ngay. Giọng ca cả một trời thương nhớ, phải viết dòng trạng thái miêu tả về con trai, buổi sáng tặng hai nụ cười vậy thôi nhá. Đến cô chú cũng cảm thấy bất lực vì những biểu cảm thích thì cười, không thì thôi của Leon. Đầu ngày Leon đã được mẹ cho nhâm nhi đồ ăn, Hồ Ngọc Hà còn hài hước tiết lộ nhóc tì đã mọc răng, nên lúc ăn không còn nhẹ nhàng yên tĩnh nữa, mà nghe rộp rộp. Leon khiến dân tình cười xỉu vì độ háu ăn của mình, cầm chặt miếng bánh trên tay và tập trung thưởng thức. Cô chị Lisa lại hoàn toàn trái ngược với Leon, chẳng biết vì lý do gì, Lisa trông có vẻ hơi vạo khi được quay hình, gương mặt với biểu cảm
thanh niên nghiêm túc của ái nữ nhà Hà Hồ vẫn làm fan tan chảy vì trông đáng yêu. Sau đó nữ ca sĩ 8X đã nhanh chóng làm trò trêu đùa cùng hưởng ứng hành động của mẹ. Lisa nhãn miệng cười lại, càng tăng thêm vài phần dễ thương, vẻ xinh xắn ai nhìn cũng muốn cười. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.